Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip để chia sẻ với các bạn về một cái phần mềm mà mình thấy nó rất là hữu ích dành cho những bạn có cái mong muốn là phát trực tiếp cái màn hình iPhone hoặc là cái iPad của mình lên những cái trang mạng xã hội giống như là YouTube hay là Facebook. Thì cái phần mềm mình giới thiệu hôm nay nó là một cái phần mềm miễn phí. Các bạn vào trong cái App Store, các bạn tìm cho mình cái phần mềm đó là Streamlabs ha. Đây là cái phần mềm Streamlabs đó các bạn. Rồi các bạn bắt đầu tiến hành download về nha. Đây là một cái phần mềm miễn phí ha. Rồi chúng ta sẽ mở nó lên. Rồi đây là cái giao diện chính đầu tiên, thì nó cái phần mềm này nó có thể là liên kết được với những cái trang mà có thể có chức năng phát trực tiếp nè, là mình trong đó là có YouTube nè, hoặc là Facebook nè, hoặc là TikTok nè. Rồi cái hôm nay á mình sẽ chỉ cho các bạn là cái cách mà mình livestream màn hình iPhone của mình lên trên cái trang YouTube cá nhân của mình, mà với điều kiện cái trang YouTube của mình á đã được mở cái chế độ là phát trực tiếp nha. Các bạn vào chọn vào cái mục là YouTube này nha. Rồi ở đây á nó yêu cầu chúng ta là đăng nhập, thì các bạn phải đăng nhập đúng cái địa chỉ mà mình địa chỉ email á mà mình dùng để đăng ký cái YouTube của mình. Rồi sau khi mình đăng nhập vào thì mình sẽ chọn cái kênh YouTube của mình, cái nơi mà mình muốn phát trực tiếp lên ha. Rồi thì sau đó nó sẽ yêu cầu mình thiết lập một số cái căn bản ha. Ví dụ như nó hỏi mình nè, mình muốn dùng cái app này á để dùng với cái camera thường của mình hay là để share màn hình, thì mình chọn vào cái mục share màn hình ha. Rồi ở đây á nó yêu cầu mình mở camera nè và mở cái microphone nè. Rồi mình chọn vào tiếp tục. Mình ghi là yêu cầu không theo dõi đi. Rồi, cho thông báo. Rồi, đó là những cái thiết lập rất là đơn giản. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào sử dụng phần mềm của mình thôi nha. Thì ở đây các bạn nhìn chính đây là trong cái màn hình này, thì các bạn để ý cái chữ Go Live ha. Chúng ta sẽ bấm vào đây. Rồi, thì ở trong đây nó sẽ hỏi mình á, là nơi mà mình muốn livestream lên, thì mình phải chọn là hồi nãy mình có YouTube á, nên mình chọn YouTube của mình. Thì trong đây trong cái phần này nó sẽ hỏi mình nè, bây giờ nó có ba mục ha, active ha, hay là upcoming hay là create. Thì mình chưa có cái chưa có tạo cái nào hết hay là chưa có lên lịch cái nào hết, nên mình sẽ bắt đầu vô cái tạo mới nha. Mình vô cái chỗ create. Rồi các bạn có thể để cái chữ là demo thử ha. Rồi đây là mình đặt tên cho cái đó. Rồi mô tả cái gì đó ha. Còn cái chỗ này á là nó cho cái chế độ hiển thị, ví dụ như hiện tại mình muốn demo thôi, mình chưa có không có để là tất cả mọi người cười công khai cho mọi người cùng thấy, thì mình sẽ không chọn chế độ public. Mình có thể chọn private hoặc là unlisted ha. Hai việc là riêng tư chỉ một mình thôi. Còn unlisted đó, tức là chế độ không công khai, nhưng mà những ai mà có link á thì vẫn có thể thấy, thì mình sẽ chọn cái chế độ unlisted này ha. Rồi, rồi mình bấm vào Go Live đây nha. Rồi, khi mà các bạn đã thấy nó hiển thị cái phần kết nối thành công rồi ha. Rồi và nó bắt đầu có những cái biểu tượng ví dụ như chạy thời gian hoặc là chạy cái kilobyte này ra, thì các bạn sẽ nhìn cho mình cái góc trên cùng bên tay trái của màn hình á, thì mình sẽ thấy có cái biểu tượng hai gạch đúng không? Cái biểu tượng này nè. Đó các bạn nhấn vào đây cho mình. Thì ở đây á nó sẽ có cái phần thiết lập nè, thiết lập
một số cái căn bản. Thì nếu mà các bạn muốn livestream cái màn hình của mình lên trên Facebook với chế độ phát trực tiếp thì các bạn chọn cho mình là cái Green Capture nha, bấm vào cái Green Capture. Rồi, ở đây thì nó cũng sẽ hỏi lại là mình muốn like lên cái phần nào, thì mình sẽ chọn vào mũi tên và mình chọn là cái phần YouTube. Đó. Ở đây nó cũng sẽ hiện lại cho mình ba cái mục giống như hồi nãy. Tuy nhiên á, hồi nãy là mình đã tạo ra một cái sự kiện rồi, nên bây giờ mình sẽ vào cái sự kiện mà mình có sẵn ha. Mình vào cái phần Active Event này ha. À, các bạn thấy không? Rồi bây giờ các bạn thấy nó có cái phần là demo nè ha, đó thì nó đang ở cái tích xanh đó. Thì nếu mà bạn chọn qua cái tích nào á thì nó sẽ live trực tiếp trên cái tích đó ha. Rồi bây giờ cái phần này là mình chọn những cái tích xanh của cái demo, mình bấm vào cái nút next. Rồi mình đặt tên lại ha. Live test nha. Thử ha. Rồi, mình mô tả gì đó cũng được ha. Rồi, ở đây mình vẫn chọn cái chế độ là unlisted. Rồi, các bạn bấm vào save cho mình. Rồi, bấm vào chữ got it. Rồi, ở đây thấy, mình thấy có cái nút like chưa? Mình bấm vào nó, ok. Rồi, thì lúc này á, lúc này nó sẽ có phát sinh thêm một cái vấn đề là nó sẽ cái iPhone của mình nó phải có cái nút ghi màn hình đó. Thì mình sẽ làm sao để mình lo cái nút ghi màn hình ra. Bây giờ mình sẽ lấy cái chức năng là ghi cái màn hình ha. Thì các bạn vào trong cái phần cài đặt, các bạn đến cái chỗ là trung tâm điều khiển nè, rồi nhấn vào. Thì trong đây á, các bạn thấy cái màn ghi màn hình của mình nó đã được hiển thị ở trong cái nút cái thanh điều khiển rồi. Đối với những cái bạn mà chưa có hiển thị á thì ví dụ như vậy, mình xóa đi, ví dụ như của mình sẽ xóa đi đó. Thì các bạn sẽ xuống ở dưới, các bạn đi tìm, các bạn đi tìm đây, các bạn tìm thấy cái phần nút ghi màn hình, các bạn ấn tích xanh vô, ấn vô cái nút dấu cộng thì lúc đó nó sẽ nhảy lên đây. Và sau khi nó nhảy lên đây xong rồi thì các bạn sẽ ra cái màn hình chính của mình. Đó, các bạn vào trong cái trung tâm điều khiển này nè, các bạn thấy cái dấu đang nhấp nháy này á, là cái nút đang ghi màn hình á, tại vì mình cũng đang sử dụng cái này để mình ghi màn hình nên nó đang hoạt động ha. Còn nếu mà lúc mà nó chưa hoạt động thì nó là một cái chấm tròn thôi, thì mình ấn vô thì nó mới nhấp nháy cái mục màu đỏ này nha. Với đi muốn like được thì bạn phải lo được cái nút này ra. Rồi, sau khi mà chúng ta đã đem được cái nút ghi màn hình ra cái trung tâm điều khiển của iPhone đó, thì bạn kiểm tra lại ha. Đây là cái nút ghi màn hình nè, đó, đây là cái nút này ha. Bạn ấn vào đó thì nó sẽ hiện cái tích của cái stream lab lên, thì bạn bạn sẽ ấn vào cái phần là bắt đầu truyền phát. Bây giờ là nó đang truyền phát rồi, thì cái nhiệm vụ của mình sẽ lên lại cái trang YouTube của mình á. Mình tại vì hồi nãy mình chọn cái chế độ không công khai á, thì nên mình phải vào cái YouTube Studio ha. Các bạn vô cái mục các video của mình á, thì mình vô cái phần phát trực tiếp. Các bạn thấy gì không? À nè, đây là cái phần trực tiếp nè, đó. Các bạn thấy cái chỗ màn hình mục trực tiếp hay không? Mình bấm vào mình coi nha. Rồi, thì trong đây thì các bạn có thể tùy chỉnh những cái thông số giống như là mình live trực tiếp từ cái laptop vậy. Rồi, các bạn nhìn ha, đây là mình đang live trên cái điện thoại của mình live trực tiếp từ cái laptop vậy. Các bạn nhìn ha, đây là mình đang live trên cái điện thoại của mình live trực tiếp từ cái laptop vậy. Đó, thì nó có cái tiếng nên mình phải tắt tiếng nha. Rồi. Ok, thì mình các bạn coi cái tốc độ của nó nha. Ví dụ như mình mở một cái nó hơi chậm hơn chút nhưng mà nó vẫn like được nha các bạn. Rồi, ví dụ như mình mở một cái hình gì đó ha. Này.
Đó, các bạn thấy nó lên chưa? Mình có thể quay lại cái màn hình lại để lay lay một cách trọn full lên đó. Đó. Đó là toàn bộ cái cách mà mình lay một cái màn hình điện thoại iPhone. Các bạn có thể cài cái phần mềm này vào iPad và mình cũng làm tương tự ha. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Nếu thích video clip này, hãy xin cho mình một like nhé. Xin cảm ơn.